Cảm ơn anh em ở Cao Bằng ủng hộ cho Hoàng Mai nè. Anh em ở Cao Bằng nha, mời anh em xem nè. Đây em nhận được cái mẫu ở Cao Bằng của anh em gửi vô đây, của anh Du ở Cao Bằng nha anh em. Đây, mời anh Du vô xem nha. Anh Du ở Cao Bằng đây, chục sới của anh Du ơi. Mời anh Du vô xem nha, hôm nay em chuyển cho anh Du nha. Em nhận chục sới làm sắp sửa và làm mới chục sới cho anh em đây. Đây chục sới này có đặc điểm như vậy là anh em. Đây là nó dính liền anh em, cụm liền. Khi anh em nào muốn làm chục sới mới mà dính liền, anh em nên gửi nguyên cái cụm đạn này cho Hoàng Mai nha. À, Hoàng Mai sẽ làm cho anh em một chục sới mới. Đây mời anh em xem độ sắn nha. Đây, anh em ở Cao Bằng à. Anh em ở Cao Bằng. Rất xa nha anh em, rất xa Hoàng Mai. Anh em nào có nhu cầu cứ alo nhắn tin cho Hoàng Mai nha. Mời anh em xem nha, độ sắn này. Đây chụp xe mới nha anh em, mới. Đây, mời anh em xem hài lòng không? Hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Rồi, mời anh em xem đây.